Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Nông Cơ Thành Thành ạ. Đi chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song tỉnh Đắk Nông Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Vâng, hôm nay là ngày 26 tháng 2, tiếp tục lên một nổ máy 10 con máy để phục các bác. Máy em báo trên từng mặt hàng, từng cây máy. Nó đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có rào dài và phát cước dây đeo, tip, mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Vâng, nổ máy hôm nay rất đẹp nha, đến từ những thương hiệu như Maruyama, Sinewa, Echokurit, Mitsubishi, Honda, toàn những cái thương hiệu nổi tiếng 1 2 3 4 5 thương hiệu nổi tiếng có 10 con thôi. Đó, và cái phân khúc xe, xe hôm nay thì cũng rất là đa, đa dạng nha từ 22 cc cho tới 30 33 cc. Giá tiền hôm nay cũng rất đa dạng từ 1 triệu 100 000 đồng cho tới 3 triệu 450 000 đồng nha. Và tất cả trên từng con máy, ví dụ như con máy O8 này chẳng hạn TL231 à 261 có giá 2 triệu 150 000 đồng đã bao gồm phí ship và làm món phụ kiện kèm theo cho các bác. Hình thức mua bán thì bên em quay thành định luôn luôn. Ở máy đẹp như vậy, chất lượng như vậy thì chắc chắn rồi, không cần phải cọc kẹt gì hết các bác chỉ nổ địa chỉ để em gửi về khi gửi về đến nhà tới nhà trước khi giao hàng cho các bác ạ nhân viên bưu điện ở cái xã của các bác họ sẽ gọi cho các bác một lần hỏi rõ ràng địa chỉ của các bác ở đâu người ta tới giao khi người ta gọi ạ các bác chuẩn bị xăng sẵn ở đó đi và khi bóc máy ra kiểm tra ạ các bác đổ xăng vào tét nổ máy ok ngon này đúng con máy cần mình đặt mua thì mới giao tiền cho nhân viên giao hàng nha đó nên là mà các bác không phải lăn tăn về vấn đề ơi ừ, em quay một con đẹp xuất sắc như thế vậy rồi gửi một con ớ a ớ ẩn cho các bác không hề nha đó nếu mà cửa hàng nào như vậy ạ các bác cứ hoàn đơn lại cho em ở các bác cũng chưa phải cọc nên các bác cũng chưa mất một cái gì hết đó hình thức là như thế vậy và nô máy hôm nay thì bên ông cơ thịnh định cũng luôn luôn là những con máy mặt hàng hệ nha những con đẹp nhất xuất sắc nhất nên để phục vụ các bác giá tiền thì rất cái thời gian rất này ạ thì nó rất hợp lý nha rẻ hơn so với lại à, năm ngoái à, tầm khoảng 200 ngàn một con đồng nha Từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng một con Và chỉ có cái giấc này có cái giá đó thôi à, Cái giấc uh, à, tầm khoảng uh, nửa tháng nữa hoặc là tầm nửa tháng nữa 20 ngày nữa tới tầm khoảng đầu mùa mưa ấy ạ thì giá nó sẽ nhích một một chút nha đó là theo nhận định của em nằm nào cũng vậy thì cứ ông ở bên trên ông ấy rẻ đi thì em lại rẻ để cho các bác nha và bên em cũng chỉ tập trung vào những mặt hàng nẻ bán nẻ là chính nha tại vì tớ cũng còn máy đẹp này bán trực tiếp cho các bác trực tiếp cho người dân à, các bác nào năn tăn về vấn đề về giá cả ấy ạ các bác có thể tham khảo một số kênh khác nha bữa này không thiếu gì ông bán hết đó ví dụ các bác tra xem Maruyama 22cc họ có bán triệu một không hoặc là Maruyang Ma 23cc trục giật trợ lực họ có bán tum rơi, họ có bán triệu ba không nha. Đó trước khi trả giá à, để đỡ mất thời gian của các bác, mất thời gian của em ra thì các bác nên tham khảo. Tại vì giá này sẽ không thay đổi khi các bác chốt một con nha. Đó là cái chính sách bên cạnh nó có thành định. Vâng và trước khi review thì em sẽ điểm sơ sơ từng con một trước về công suất máy cho đến giá tiền máy để các bác nhanh chóng lựa chọn lựa chọn mua nha. Đỡ mất thời gian của các bác khi các bác chốt đơn, các bác tới đúng con đó coi cho đỡ mất đỡ thời gian. Vâng có 10 con thôi, còn cuối cùng ngày hôm nay một con 4 thì đến từ thương hiệu Honda Made in Japan sản xuất. Honda gx 25 giá chỉ 2 triệu 600 000 đồng. Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly con o 9 giá 3 triệu 450 000 đồng. Mitsubishi TL26 đẹp xuất sắc về nguyên bản giá chỉ 2 triệu 150 000 đồng. TL231 phiên bản trung giật trợ lực chế le tay đỏ giá 1 triệu 550 000 đồng. TL23 tôm rơi cũng chỉ có giá 1 triệu 650 .000, 000 đồng. Ritz phần khúc 26cc lòng 34 ly đẹp xuất sắc giá chỉ 1 triệu 900 000 đồng nha. Sinaqua đời cao, Sinaqua 4 số 26cc giá 1 triệu 700 000 đồng. Tay ga bóp hệ xịn do. So. Maruyama 26cc bữa nay thì chỉ có giá 1 triệu 450 ngàn đồng à, uh, Maru 26cc trung giật trợ lực tung rơi chỉ 1 triệu 300 ngàn đồng Và Maruyama phân khúc 22cc lòng 31 đi có giá 1 triệu 100 ngàn đồng nha Vâng và trước khi review từng con một em sẽ hướng dẫn cách sử dụng ạ Sáng ra hoặc nông ngày không sử dụng nhấn nút bơm xăng Rồi xong để ý cái nè Tùy theo từng cái dòng nè đa phần ở bên tay phải bắt đầu khởi động nhấc lên đầu rồi thả xuống số ít bên tay trái như con số 3 là chẳng hạn bắt đầu khởi động thả xuống đổ rồi nhấc lên đó bên tay trái mình nằm ngược lại bên tay phải nha nói chung là các bác phải biết được ở chiều nào là chiều đóng ne chiều nào là chiều mở thì sáng ra hoặc nông ngày không sử dụng sử dụng nó với dễ dàng nó mới dễ nổ được còn khi mà nó nổ rồi thì không phải để ý ne nữa không phải để ý bơm xăng nữa đó để ý mỗi công tác xem chiều nó là chiều nào rồi giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ đó. chữ ô ngày 26 tháng 2 khi chốt đơn của bác lại nhớ cái mã của nó nha Thích ô 1 là chẳng hạn giá 1 triệu 100 ngàn đồng Nhắn tin trực tiếp qua số 2 số điện thoại hoặc là qua Zalo cho một tin nhắn chốt ô 1 rồi nhắn địa chỉ số điện thoại người nhận đến là do Đó hình thức mỗi như vậy thôi ạ Vâng ô 1 giới thiệu cho bác một con đến từ thương hiệu Ma 22cc lòng 31 đi với phiên bản này có sử dụng bùng giật trợ lực nha, chế ga ngang Wamoro, chế một kim một dòng chế siêu tiết kiệm xăng rồi. Vâng, với với con ô một này, bác nào thích một trong những con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng nhất nha, có trợ lực. Đó, chọn ô một. Đó rất thích hợp với bác nào cao tuổi chị em, phụ nữ thích phát cỏ làm công việc gia đình. Chọn ô một đây này. Nó là một trong những con máy Nhật bãi nhẹ nhàng nhất nha. Công suất thì không phải là nhỏ nhất đâu. Công suất nhỏ nhất là 10 18 cc nòng 29 ni cơ. Nhưng mà con này nòng 31 ni, 22 cc rồi. Đó, đây là các bác nhỏ gọn nhất, nhẹ nhàng nhất nhưng không phải là công suất nhỏ nhất nha. Vâng với phiên bản này sử dụng bố tôm liên, tay gà giữ, công tác luôn trên tay. Đầu bò rin nguyên bàn hết cho các bác. Và hôm nay bà em bán xà cho các bác ô 1 chỉ 1 triệu 100 000 đồng thôi các bác ạ. À. Ô 1 1 triệu 100 000 đồng cho thương hiệu Maru phân khúc 22 cc lòng 31 đi. Siêu nhỏ, siêu gọn nha các bác. Vâng nhìn hơn thì các bác có thể chọn ô 2. Ô 2 là một con cũng đến từ thương hiệu Maruyama, Ma, một con hàng nghệ với phiên bản BC23M, 23cc lòng 32 ly, đẹp xuất sắc. Và với phiên bản này thì nó trợ lực bằng cót kéo nhẹ nghĩa là các bác kéo lên, cót giật nổ máy cho mình, cũng rất nhẹ nhàng nha, sử dụng chế ga ngang qua một đồ chế một kim. Và đặc biệt hơn phiên bản này đang sử dụng bố tung rời tung nhôm, bộ côn 260, những cái dòng tung côn thông dụng, đó nghĩa là các bác mua con máy này về vừa phát cỏ, tháo cái đầu này ra, gắn máy xịt thuốc nhất là con này này trợ lực bằng con kéo nó nhạ đó các bác chỉ kéo lên từ từ thôi thả xuống nó nổ tay gà giữ đầu bò rin cho các bác và bữa nay thì em cũng bán xa cho các bác chỉ có một triệu ba trăm ngàn đồng nha ô hai chỉ một triệu ba trăm ngàn đồng cho thương hiệu mà ma vượt khúc hai mươi ba cc lòng ba mươi hai ạ đó các bác cầm vào đây kéo nhẹ nhàng này thôi thả xuống nổ không phải mất sức gì nha các bác Vâng ô 2 1 triệu 300 ngàn đồng Giá đã bao gồm VC và là món phụ kiện kèm theo Và với những cái thương hiệu Maruyama này Đó là một trong những thương hiệu đa phần là đời cao nha Về cái yếu tố ổn định tiết kiệm xăng Nó thuộc hệ hàng đầu nha đó các bác sử dụng cho một cái công việc gia đình thích một trong những con đời cao yếu tố ổn định tiết kiệm xăng đặt lên hàng đầu ạ à. chọn những cái thương hiệu Maruyama này nha và cái túi tiền của nó rất phải chăng nha Ví dụ như con số O3 là chẳng hạn một con đến phân khúc 26 cc lòng 34 ly. Bên em quy thành định chỉ bán giá 1 triệu 450 000 đồng với phiên bản KC 26LX 26 cc lòng 34 ly. Tình trạng lên nguyên bản hết cho các bác. Đẹp xuất sắc luôn đấy ạ. À. không điểm chê nha. Và tất cả những thứ nhiều mà đồ mà. Đục máy đều có dập nổi. Mến in Japan dập nổi hết. Rin nguyên bản đẹp xuất sắc với phiên bản bố tôm liên. Chế ga ngang, chế qua một đồ, chế một kim. Một dòng chế siêu tiết kiệm xăng rồi tay gà giữa, đồ bò ngực, trồng quân cỏ. Quá xịn sò cho các bác. Vâng, hôm nay em bán xà cho các bác. Chỉ 1 triệu 450 000 đồng ạ. À. 1 triệu 450 người đồng. ổ 3 ngày hôm nay. Maruyama, phân khúc 26cc, lòng 34 ly ạ. À. Vâng, ô 3 chỉ 1 triệu 450 ngàn đồng. Vâng, ô 4 là một con đến từ thương hiệu Zenagua. Zenagua là một thương hiệu tương đối nổi tiếng. Và đây là một trong những con đời cao đến từ thương hiệu Zenagua. Do tập đoàn Yamabifu phân phối. Nghĩa là phân phối là sao ạ? Là nhập bán hàng, nhập hàng của những thương hiệu nổi tiếng về bán hàng nha. Zenagua 4 số phần khúc 26cc lòng 34 ly. Phiên bản này đời cao thì luôn luôn đi kèm với nó là ổ trục giật có trợ lực nha. Trợ lực bằng lò xo. So chế bơm xăng tự động chế ga ngang dòng chế trên qua sản xuất dòng chế này cũng siêu tiết kiệm xăng rồi đó số seri Yamaha Yamabiko Made in Japan sản xuất với phiên bản AR1026 26 xe lòng 34 ly tình trạng rim nguyên bản hết cho các bác sử dụng bố tum liền tum nhôm có từ cái bào ra còn in hết các bác này và đặc biệt hơn như em vừa giới thiệu đấy ạ à, nó là đời cao thì nó sử dụng tay ga bó hệ xịn sò nha có mức tăng trình tốc độ ở ngay cái hộp tay gai luôn công tác nó nhân tay chiều công tác xuống là tắt nên là bật. Đầu bò chắn cỏ rin nguyên bản hết cho các bác. Đầu bò ngực trong cuốn cỏ quá xịn giòn luôn ạ. Và hôm nay con này em cũng bán xà cho các bác. Chỉ 1 triệu 700 ngàn đồng thôi ạ. Ô 4 chỉ 1 triệu 700 ngàn đồng cho thương hiệu Sinagua. Sinagua 4 số phân khúc 26cc lòng 34 lì ạ. nổ của em nó nha, cực kỳ êm luôn và với những phiên bản như con O4 này giá 1 triệu 700 ngàn đồng này rất thích hợp với bác nào thích một trong những con máy chuyên phát cước làm công việc gia đình nha, chọn O4 của em này, đúng bài luôn đấy ạ Vâng, O4 chỉ 1 triệu 700 ngàn đồng Vâng, sang tới con O5, giới thì cho ba một con đến từ thương hiệu Echocurit và đây cũng là một trong những phiên bản cao cấp nhất, đắt tiền nhất đến từ thương hiệu Echocurit, vân khúc cỡ trung bình, 26cc lòng 34 ly tình trạng của em nó thì cũng riêng nguyên bản trăm phần trăm cho các bác nha đó các bác có thể thấy ạ, từ cái bình xăng riêng của nó này trắng tinh, tinh tịnh, mướt mượt mượt và đây cũng là một trong những con đời cao đến từ thương hiệu ECHO CURIT đấy ạ với phiên bản trục giật có trợ lực và đặc biệt hơn chế ga ngang qua hai kim 2 kiêm trình một dòng chế siêu tiết kiệm rằng rồi với những cái dòng chế này thì nó như kiểu dòng chế như những thương hiệu như của Mitsubishi ạ đó Mitsubishi hoặc ECHO hay là Maru đó nó là một, là một trong những thương hiệu nó sản xuất máy nha còn cái bình xăng con gọi là chợ, bình xăng con được chế được nói chung là rất nhiều tên gọi đó là nó sử dụng chung vào một cái hãng và hãng Wamoro ga ngang nó là một trong những thương hiệu chế xịn sò nhất đắt tiền nhất hiện nay rồi và với phiên bản bố tum liên nó có hơi con này cũng rất đẹp nha nó hơi chảy chầy một tí nước sơn này thôi ạ dạ. chảy tí nước sơn này nha. nó không sao cả tránh hưởng gì đến máy móc cả nó chung nhìn chung con máy này cũng là một trong những con máy đẹp bên âm cơ thanh định rồi với phiên bản tay ghi đồng một nhà gà giữ công tác nuôi nhân cân đầu bò rin nguyên bản hết cho các bác và với cái giá một triệu chín trăm một đồng cũng là giá bán xả đấy ạ à. các bác có thể tham khảo tất cả các kênh xem một con đến từ thương hiệu e chục kilit với phiên bản sre hai sáu năm g đó với những phiên bản này là một những phiên bản g đằng sau này là những phiên bản cao cấp nhất đấy ạ à. Tour tua của những dòng này thì cực kỳ nhanh thôi và với những phiên bản này thì nó là cái ghi đồng một nha Đó rất nhiều con máy thì các bác cứ phải lăn tăn về cái tay Đó cái tay không hề quan trọng Quan trọng các bác thích cái máy này không Phù hợp với túi tiền của các bác không Phù hợp với công việc của nhà mình không ạ à? Thì các bác chọn máy còn cái tay thì mình yêu cầu sau nha thích ghi đông một có ghi đông một không thích ghi đông một có thể đổi sang ghi đông đôi hoặc ghi đông đôi cũng vậy không thích ghi đông đôi đổi sang ghi đông một hầu như bên ông Kỳ thành định ngày nào cũng vậy ạ à. quan trọng các bác là thích con nào thôi còn các bác báo đổi thì các bác phải nhắn tin qua tin nhắn thì thợ nó sẽ đổi nha. Hoặc là cái phụ kiện kèm theo thì nó có sẵn ở à, ba rem mặc định của nó là dao dài, ba phát cước, dây đeo tip, mở buji và mở đầu dao, lục giác. Đó các bác không thích lấy bát phát cước có thích bác thích lấy dao tròn của Nhật Bãi ở thì yêu cầu đổi hoặc là không thích dao vuông thích dao tròn ừ, yêu cầu đổi Ủa, và vẫn chấp nhận hết nha các bác Vâng ô 5 ngày hôm nay một con hàng hệ đến từ thương yêu cho giá chỉ 1 triệu 900 đồng Phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ à. giá chỉ 1 triệu 900 ngàn đồng giá đã bao gồm phí ship và làm món phụ kiện kèm theo đó như em vừa nói trên đó giá 1 triệu 9 này cũng là cái giá bán xả đấy ạ à. ở địa phương các bác em khẳng định với các bác là những con đẹp như thế vậy không có giá dưới 2 triệu 2 2 triệu 300 ngàn đồng một cái đâu ạ à. Mitsubishi TL thì luôn luôn là những cái thương hiệu hàng đầu bên nông cơ thành định nha ngay nào cũng vậy tối nào cũng vậy có những có thương hiệu Mitsubishi TL để phục vụ các bác TL hôm nay thì thực đơn có TL 23 TL 231 TL26, TL33 nha. Nó phân khúc từ trung bình, giữa giữa, to, nhỏ đều có hết để phục các bác. Vâng với con số sáu 6 này là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23 đẹp xuất sắc riêng nguyên bản nha. Có mỗi cái bình xăng lớn của nó làm sao để làm sao nó hơi thâm thâm màu nha. Nó lại thâm một bên các bác ạ. Bên này nó vẫn còn trắng, <laughs> trắng đẹp. Bên này nó lại thâm. Nói chung là nó vẫn là một trong những con máy đẹp, ngoại trừ cái bình xăng nó hơi thâm thâm, hơi xấu xấu thì thôi. Còn đây là một trong những con máy cũng tương đối là đẹp, tương đối là cứng cáp đây ạ. Đó các bác có thể, thể nhìn thấy bô này, bô trắng dáng xinh này, cực kỳ đẹp luôn ạ. À. Và với tất cả những thương hiệu Mitsubishi đời Taylor, lốc máy đều có dập nổi, mấy đi dập dập nổi hết nha các bác. Sử dụng chế ga ngang qua hai kim chỉnh, một dòng chế siêu tiết kiệm xăng luôn. Và mấy còn bốn con hôm nay đều chế ga ngang qua model, hai kim chỉnh hết nha. Và đặc biệt hơn nữa phiên bản này đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm, bộ côn 260, tum côn thông dụng nha. Để bảo vệ bình xăng còn in hết tay gà giữ công tác luôn trên tay và vâng, có đầu bò con này thì rất đẹp nha đó bóng nhoáng luôn đầu bò ngực trông cuốn cỏ xịn dò cho các bác vâng và và giá bữa này ạ em cũng chỉ có giá là 1 triệu sáu trăm đồng thôi các bác ạ à. rẻ hơn mấy trăm nghìn so với cái giá năm ngoái rồi đấy ạ à. hoặc là so với các kênh khác đó các bác có thể tham khảo nha bên các kênh khác thì họ ngại tham khảo nông Quyền thịnh định nhưng bên nông Quyền thịnh định các bác có thể tham khảo tất cả các các cửa hàng bán nẻ à, ở cái nước việt nam này ạ à. rồi quay lại vẫn chưa muộn nha tại vì em là một trong những cửa hàng bán chuyên nghiệp, ở không phải em quay một cái video này rồi tháng tuần nữa em mới quay đâu ạ, ngày nào cũng có hết và có những con tương tự khi các bác chốt chậm, chốt hụt nha với những dòng TL 2323126261 bên em có thịnh định rất rất nhiều nhà chuyên mặt hàng này, đó khi chốt chậm chốt hụt 1-2 lần đấy ạ, mà không có thời gian xem ạ liên hệ trực tiếp qua zalo yêu cầu ví dụ à, à, thích TL 23 cho một tin nhắn muốn mua TL 23 đó còn không thích nhắn tin ạ chụp cái hình ảnh cái con máy mình cần mua gửi hình ảnh qua Zalo tôi thích con máy này gửi cho tôi một video con máy này rồi em sẽ gửi video đó, ok thì chốt không ok thì thôi đó chung là vậy nha các bác vâng ngô 6 chỉ 1 triệu 650 000 đồng ạ Vâng, ô 6 chỉ 1 triệu 650 000 đồng. Vâng, sang tới ô 7. Xả hết cỡ cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231. Vâng, TL231 bao giờ nó cũng cao tiền hơn những con TL23 đấy ạ. À. Nhưng mà với con o 7 này thì em xả cái giá là hết cỡ cho các bác nha. Vâng, với phiên bản o 7 đó là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231. 23cc lòng 32 đi. Với phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ hai kim. Đó, tay đỏ thì rất nhiều được các bác ưa chuộng nha. Le đỏ tự động. Tình trạng riêng nguyên bàn trăm phần trăm cho các bác. Sử dụng bố tôm liên. Tay cá giữ đầu bò riêng cho các bác. Vâng, ô 7 hôm nay em bán cho các bác chỉ 1 triệu 550 000 đồng nha. Ô 7 chỉ 1 triệu 550 000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL231. Phần khúc 23cc lòng 32 lìa. ạ à. con Mitsubishi đời TL nha Đó là cái giá trị của nó đó. đó là cái cái tốt, cái ngon đó Để nó tạo nên một con máy thương hiệu Một con máy chất lượng Và một con máy đắt tiền hơn Tất cả những cái thương hiệu khác nha các bác Vâng U7 chỉ 1 triệu 550 000 đồng ạ à. Vâng nhìn hơn U7 Có U8 Mitsubishi TL26 26cc lòng của nó là 33 ly với phiên bản này thì nó cũng là một trong những con máy đẹp nha Ngoài ngoại trừ cái bình xăng lớn thôi ạ à. Cái bình xăng lớn thì nhìn nó hơi thâm thâm Nhìn hơi kém sang tí Nó cũng như con 23 như bên này nó cũng sáng À cũng vậy Nói chung là ngoại trừ cái bình xăng lớn là nhìn nó không được đẹp màu cho lắm thôi Còn nhìn chung đây cũng là một trong những con xuất sắc nhất Nhất thì không phải là nhất Nói tóm lại là nó một trong những con máy tương đối là đẹp bên động cơ thành định rồi nha Vâng các bác thể thấy ạ à, từ bô này cực kỳ đẹp luôn Ngày nước sơn rin của nó ấy, tuy hơi chảy một chút thôi nhạ nhưng mà nó vẫn còn tươi vẫn còn đẹp nha. chân bảo vệ bình xăng vẫn còn y nguyên hết sử dụng chế ga ngang Wamro 2 kim chính bố tum rơi tum nhôm bố côn 260 tay ga giữ đầu bo chắn cỏ rin nguyên bản hết cho các bác rin từ à, tới Z giá thì cũng chỉ có giá là 2 triệu 150 000 đồng nha ô 8 chỉ 2 triệu 150 000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL26 phân khúc 26cc lòng 33 lì ạ Thank <laughs> you. bản o 8 chỉ 2 triệu 150 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL26 ạ. À. Vâng, o 9 ngày hôm nay một con máy lớn và đây cũng là một trò như phiên bản được rất nhiều các bác đặt mua bên nông cơ Thành Định và cái số lượng thì nó cũng có hạn nha. Bữa nay thì TL233 bên nông cơ Thành Định thì cũng gần gần cạn cạn thôi Để cuối làm thì nhiều lắm các bác ạ. Đó, bữa nay thì để về rất ít TL33 nha. Và đây cũng là một trong những con Mitsubishi TL33 33 cc lòng 36 ly đẹp bên nông cơ Thành Định nha. Và với những cái thương hiệu này, nó là một trong những con xịn giò nhất, đắt tiền nhất ở cái phân khúc này nha. Phân khúc 33cc lòng 36 ly. Đồ thay tháo của những thương hiệu Mitsubishi tl ba, Nó là một trong những con đồ thay tháo sẵn nhất nha. Cái gì cũng có mới hết đấy ạ. Tại vì tại sao ạ? Nó nó đã được những cái thương hiệu mà nổi tiếng như thế này những cái thương hiệu xịn giò, những cái thương hiệu mà làm bền chất lượng tiết kiệm xăng ạ luôn luôn đi kèm với nó là có những con hàng nhái nha và cái hàng mà đồ thể mà nói ạ là nó là những con máy mới cho vào vừa đét trăm phần trăm luôn nhé đó và với những thị trường như em vừa nói đấy ạ nó là một trong những con thương hiệu chỉ có những hàng thương hiệu người ta với nhái thôi ạ những cái hàng rơm rơm hàng đều đều thì chẳng ai nhái làm gì cả ngay một cái điện thoại cũng vậy đó iphone phải cỡ nào cỡ nào thì người ta mới nhái chứ còn nào đâu, đâu có nhái những cái hàng vớ vẩn đâu đó như con mitsubishi của nhật thì cũng vậy cũng có rất nhiều hàng nhái nha Vâng, Mitsubishi TL33, Made in Japan sản xuất chắc chắn rồi, lốc máy buộc phải dập nổi, Made in Japan dập nổi nha. Đó, để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật. Với phiên bản chế ga ngang qua hai 2 kim trình và với cái bình xăng con cái chế này thì chữ qua nó phải nằm ở đây nha. Qua dập nổi này. Đó. Và vâng, với phiên bản máy lớn thì đi kèm với nó là bố tum lớn, bố tum 330, tum lớn, cồn lớn. Đó các bác thấy ạ, à, đẹp xuất sắc luôn cho các bác luôn. Tay gà giữ. Đầu bò cho các bác đó bò cực kỳ to luôn. Ống cần cũng ống cần thông dụng nha. Cái bộ cần của nó thì cũng tương đối là giá trị với những bộ cần thông dụng ống cần 26 T7 khía, đó là một trong những ống cần thông dụng nha và bộ cần này cực kỳ giá trị luôn. Tay gà giữ giá trị ở cái chỗ ấy ạ. Nó thứ nhất nó phải đồ nhiều đồ thay tháo, thứ hai nữa ạ, nó ráp được vào với những con máy mà 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 mà, mà để 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 sạc để sới cỏ cái đầu ấy kìa đó thì các bác ít nhất là các bác sử dụng một con máy lớn rồi đó cái thứ hai nữa các bác phải kiếm được cái bộ cần mà ráp được vừa cái sới ấy ạ hầu như đa phần ở những cái cần đó bên máy nhật thì rất ít nha đó đa phần nó ra ở máy trung quốc thôi và như hôm qua cũng vậy, có bác hỏi tôi muốn mua một con máy 700 trăm ngàn mà ráp được cái đầu sới cả dạ chưa đủ cận tiền mua một cái bộ cần của máy nhật bãi đâu ạ khẳng định với các bác nếu mà các bác mà mua được cái bộ cần mà nó thông dụng như vậy với cái giá 700 trăm các bác gọi em, em lấy hết cho đó cực kỳ giá trị cái bộ cần này luôn nha vâng ô 9 giá chỉ 3 triệu 450 000 đồng ạ à. 3 triệu 450 000 đồng ô 9 ngày hôm nay Mitsubishi TL 33 33cc lòng 36 ly ạ à. thầm thì thầm thì cực kỳ êm luôn một con máy lớn đến từ thương hiệu Mitsubishi O9 giá 3 triệu 450 000 đồng ạ à. Bước từ O1 đến O9 đều đến từ những thương hiệu máy hai thì máy hai thì xăng phải pha nhớt nha các bác lưu ý xăng phải pha nhớt và pha nhớt hai thì giúp em tỷ lệ pha nhớt 1 trên 20 một lít nhất là 20 lít xăng đó là những cái dòng nhất thông thường Nhất đắt tiền cái loại mà 108, 9, 200 ngàn một hộp nhất 1 lít đi ạ à. Các bác pha giảm nhất đi 30 đến 40 trên 1 Tuy đó là nhất đắt tiền nhưng mà ngược lại mình pha giảm nhớt thì ạ à. tính tiền kinh tế ra thì nó cũng như nhất rẻ tiền thôi nhưng mà ngược lại đặt cái hiệu quả để cho máy móc bền này đó nó không bẩn cặn đóng cặn máy này thì nó rất hiệu quả nha các bác lên mua những cái hộp nhớt đắt tiền hơn một chút để sử dụng cho nó được bền máy nha các bác với vâng con o 10 thì nó lại là một đẳng cấp khác nha nó là một trong những thương hiệu 4 thi à, xăng trắng đổ đây nhớt đổ đây không cần pha xăng nhớt nó chạy như xe máy ở Honda mình nha vâng giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Honda Honda GX25 Made in Japan sản xuất nha Tình trạng của em nó thì rin nguyên bản 100% cho các bác Và tất cả những mặt hàng chính hãng đến từ thương hiệu Honda Lốc máy đều có dập nổi Honda GX25 dập nổi hết Từ cái chân bình bảo vệ bình xăng nha Con này còn y nguyên in rin nguyên bản hết cho các bác Với phiên bản bố tum rời Tum dung bố côn 260 Một trong những dòng tum thông dụng đây ạ à. Nghĩa là các bác có thể vừa vắt cỏ gắn máy xịt thuốc hay độ chế cái gì đa phần người ta hay mua những thương hiệu nổi tiếng những thương hiệu đắt tiền này nha với phiên bản này thì đang sử dụng bộ tay gà giữ nha tay gà giữ công tác luôn nhân tay cái chiều công tác của nó thì hai hai chiều là tắt giữa là bật nha trái phải đều làm tắt hết có mỗi chiều giữa là chiều bật thôi các bác để ý chiều công tác giúp em trước khi sử dụng máy đầu bò rin cho các bác có là chắn cò là chắn cò mới rồi còn tất tân tật rin nguyên bản hết cho các bác và ô 10 hôm nay em bán xả cho các bác Chỉ 2 triệu 600 ngàn đồng nha Giá cực kỳ mềm luôn So với một con Honda của cái giá năm ngoái nó chênh nhau tầm 2 đến 300 ngàn đồng đấy các bác ạ à. Vâng ô 10 chỉ 2 triệu 600 ngàn đồng cho thương hiệu Honda G25 25cc lòng 35 đi ạ 10 giá 2 triệu 600 ngàn đồng ạ. À. Với những vừa báo giá cho bà con nô no máy có 10 con thôi đến từ 5 thương hiệu khác nhau nha. Đó là Honda, đó là Mitsubishi, đó là Echocurit, đó là Senegua, đó là Maruyama. Toàn những thương hiệu ở dân thợ chúng em gọi là mặt những mặt hàng hệ nha. Những mặt hàng chính hãng người Nhật sản xuất cho người Nhật sử dụng. Vâng, tất cả tình trạng máy, công suất máy, nhất là giá tiền máy em đã báo rõ ràng trên video rồi. Bác nào chốt con nào, chọn con nào ấy ạ à, thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng nha. Vâng ở bên em có thành định thì luôn luôn có ở những con tương tự khi các bác chốt hụt để phụ các bác nha. Khi các bác chốt đơn à, không may mà em nói là em bán rồi ạ, thì các bác liên hệ trực tiếp hai số điện thoại có Zalo. Buộc phải có Zalo thì em mới gửi hình ảnh hoặc là video máy con tương tự được nha. À, cũng có một số bác ấy ạ ở cứ quay cho cứ gửi về cho tôi đi tôi nhận mà dạ không ạ để đâu có thành định buộc khi các bác nhận hàng các bác đặt mua một con máy nào đó thì các bác phải biết được đầu đuôi tay nhéo máy hình thù như thế nào nổ như thế nào thì em mới dám gửi nha với xin kết thúc video tại đây xin chào toàn thể và con cảm ơn các con đã theo dõi video ạ